và các bạn thân mến, dịp Tết là khi lượng thức ăn rất là dồi dào từ trong mỗi gia đình cho tới những bữa tiệc tất niên hay dịp sum họp đầu năm. Bữa ăn ngày Tết thường là rất thịnh soạn, hấp dẫn với rất nhiều món ngon và nhiều người thường không thể từ chối được cái việc thưởng thức tất cả các món ngon này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể kiểm soát được việc ăn uống thì sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe và đặc biệt là những người đang có chế độ ăn kiêng. Vậy thì ăn uống trong ngày Tết như thế nào để vừa an toàn, vừa đảm bảo sức khỏe để có những ngày xuân thật là trọn vẹn, đặc biệt là đối với những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Trần Danh Tài, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng để có thêm những thông tin bổ ích về chủ đề này. Vâng, xin chào bác sĩ Trần Danh Tài ạ. Thưa bác sĩ, đối với những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng do bệnh lý như là bị tiểu đường, bị cao huyết áp hay là bị bệnh gút thì trong 3 ngày Tết chúng ta nên có những cái chế độ ăn uống như thế nào cho hợp lý ạ? Nói chung là như thế này, tất cả những người phải thực hiện chế độ ăn kiêng ấy, thì dù là bất kỳ ngày Tết hay cuộc vui nào cũng vậy, hay bí kíp nào là ta phải duy trì cái chế độ ăn kiêng theo đúng cái chế độ mà người thầy thuốc đã hướng dẫn. Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong 3 ngày Tết thì thường mọi người có thể thoải mái hơn một chút, vậy thì tại sao chúng ta không thể du di cho những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng có thể là ăn nhiều hơn một chút, ăn những cái thức ăn mình thích được không ạ? Chúng ta hiểu thế này, tất cả thầy thuốc, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân thì đều thấy rằng là thế này, đều muốn rằng là cho người thân của mình khi bị bệnh ấy, được ăn uống thoải mái trong những ngày Tết. Người ta nói là đói ngày giỗ cha, no 3 ngày Tết mà. Thế nhưng mà nếu như chúng ta du di như vậy á, thì rất nguy hiểm. Bởi vì thế này, ăn kiêng là một trong những cái khâu hết sức quan trọng của cái chế độ dinh dưỡng đối với cái người bệnh. Thế nếu mà chúng ta đang ăn kiêng mà là chúng ta lại ngắt đi một thời gian để ăn thoải mái á, thì nhiều khi người ta gọi là lợi bất cập hại, tình thương thì biến thành những cái hậu quả mà không thể nào lường trước được. Tôi nên nêu một số ví dụ như thế này. Ví dụ, một cái người mà đang bị cao huyết áp phải thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc là ăn kiêng tương đối, tức là ăn nhạt tương đối đó, thì hoặc là ăn nhạt tuyệt đối tùy theo người thầy thuốc người ta hướng dẫn. Mà bây giờ ta tự nhiên ta bỏ cái chế độ ăn kiêng, ăn nhạt đi mà ta ăn mặn, thì nhiều khi chỉ cần một lần ăn mặn thôi cũng có thể là phải trả giá rất lớn. Ví dụ bây giờ chẳng hạn như người ăn kiêng ấy, thì đang ăn bình thường mà ăn mặn vào cái thì huyết áp nó tăng lên á, thì nó có thể gây ra những cái tai biến như thế này. Một là như là tai biến mạch máu não, tức là vỡ mạch máu não. Hai nữa là có thể gây ra nhồi máu cơ tim, co thắt động mạch tim, vành tim, hoặc là những cái bệnh khác nữa. Thế và những ví dụ bây giờ bị tai biến mạch máu não thì cái trả giá ghê gớm lắm, có thể là bán thân bất toại, có thể là chết, cái đó là không thể nói được. Tôi đã có một số kinh nghiệm hết sức đau đớn là thế này. Bệnh nhân ngày mai ra viện, hôm nay là vì cái gia đình đến thăm cho để có cái gọi là mừng, thì ăn thoải mái một cái, thì nhân viên y tế không theo sát được, thế để người nhà đưa những cái thức ăn mặn vào cái là tưởng là khỏi, mà người bệnh nhân đâu có biết là ấy. Thì ăn xong cái là lên cao huyết áp, vọt lên và bị tai biến. Đấy, những cái đó là ta phải thấy rằng là phải thực hiện là vì thế. Thứ hai là ví dụ như bệnh nhân bị gút chẳng hạn, thì người ta ăn kiêng cái gì, ăn những cái phủ tạng động vật như là tim, gan, lòng, vân vân. Thế rồi hoặc là nước mà cáp loại mắm, dưa. Thế bây giờ đùng cái là mình cho ăn thoải mái trong ngày Tết cái thì là tự nhiên cái nó gọi là cái cơn kịch phát của gút đó, đau đớn kinh khủng, các ngón chân ngón tay nó sưng lên, đau đi lại không được, thế thì còn gì là cái ngày vui nữa. Và cái thứ ba nữa là ví dụ tôi nói như bệnh nhân bị tiểu đường, bây giờ đang phải ăn cái chế độ kiêng đường, hạn chế đường, thế bây giờ ngày Tết của thôi cứ bánh kẹo cứ thế ăn là xả láng cái thì là tự nhiên là đường nó tăng vọt lên và có thể nó dẫn đến cái gì, cái hôn mê do cái đường huyết nó cao. Đấy là những cái tai biến mà nó không có thể không lường trước được. Nhiều khi chúng ta tính biến cái tình thương thành cái nỗi ân hận suốt đời. Thế cho nên tôi xin có ý kiến thế này, tất cả những người đang phải thực hiện chế độ ăn kiêng dù bất cứ cái thời kỳ nào, trong ngày vui ngày Tết thì cũng vậy, thì chúng ta đều phải thực hiện để chúng ta có một cái, thà rằng là chúng ta chấp nhận nó hơi khó chịu một tí còn hơn là mất vui, hoặc hơn phải trả giá bằng cả tính mạng, mà không những đối với người bệnh mà đối với cả gia đình họ hàng bạn bè nữa. Trong ngày Tết mà chúng ta phải đưa người nhà vào bệnh viện hoặc là phải là lo những tang ma thì thật đau đớn. Đấy là những thì tôi khuyên bà con như thế. Tôi nhắc lại là gì, dù là ngày thường hay ngày Tết thì đã là ăn kiêng thì phải chấp hành cái chế độ ăn kiêng đúng như là thầy thuốc đã hướng dẫn.
Dạ vâng, à, đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta đang thực hiện chế độ ăn kiêng thì dù ngày Tết, dù có vui hoặc là dù có muốn ăn những cái món ngon, nhưng mà chúng ta vẫn nên thực hiện cái chế độ ăn kiêng của mình, phải không ạ? Vâng. À, vâng, thưa bác sĩ, trong ngày Tết thì rượu cũng là một phần không thể thiếu và người ta thường chúc nhau ly rượu đầu xuân, phải không ạ? Như vậy thì xin bác sĩ cho biết là rượu có phải là một loại cồn không, và hiện nay thì trên thị trường có bao nhiêu loại cồn ạ? Thực ra mà nói thì người ta có hai cái loại cồn. Một là loại cồn công nghiệp, tức là cái loại cồn công nghiệp thì không thể uống được, không được uống. Thứ hai nữa là loại cồn là cồn thực phẩm. Thực phẩm mà ta gọi quen là gọi là rượu đó, tức là cồn thực phẩm. Bia cũng là một loại cồn, nhưng mà chỉ cái độ cồn nó thấp thôi. Thế thì tức là cái loại cồn gọi là cồn công nghiệp đó, thì không được uống. Và loại cồn thực phẩm đó, thì có thể uống được. Đấy, người ta chỉ dùng cái chất chỉ thị màu để nói đây là cái loại cồn công nghiệp. Tức là thường thường y tế người ta cho cái màu xanh này, cái chất chỉ màu xanh này để xác định đây là cồn không thể uống được. Dạ vâng, à, thưa bác sĩ, như vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được đâu là cồn uống được và đâu là cồn không uống được ạ? Thì như tôi đã nói đó, tức là bằng mắt thường, chúng ta như người trần mắt thịt, mắt thường á, thì không thể phân biệt được. Vì là nếu dù cất ra thì để định bình thường nó vẫn cứ màu trong thôi. Trong trong thôi, nhưng mà người ta dùng cái chất chỉ thị màu, tức là màu xanh như này, để là chứng tỏ đây, anh nhìn vào đây là anh biết là không thể uống được. Thế còn cái cồn thực phẩm á, tức là rượu đó, thì người ta để cái màu bình thường, màu trắng. Thế đây là thì để phân biệt được. Chứ còn thì nếu muốn phân biệt được đó chính xác thì buộc lòng là phải dùng những các cái phòng xét nghiệm, thì nó vừa tốn kém nhưng không phải dễ dàng thì ai cũng phân biệt được. À, thưa bác sĩ, tại sao cồn công nghiệp không thể uống được, và như vậy thì cồn công nghiệp dùng để làm gì ạ? Thì chúng ta đều biết là thế này, có hai loại cồn. Tất nhiên là câu hỏi đó thì rất hay, là vì thế này, thực ra thì đúng gọi là cồn uống được và cồn không uống được, thì người ta phân biệt cồn công nghiệp là cồn trong nó chứa rất nhiều cái chất ethanol và aldehyde, và ethanol đặc biệt là nó có rất nguy hiểm, nó làm cho gây ngộ độc thần kinh, rồi nó nhẹ thì nó có thể teo cái thần kinh thị giác. Những người uống cái cồn công nghiệp mà lâu dài thì nó có thể gây ra teo thần kinh, tức là thông manh đó, thần kinh thị giác nó teo đi, không, mắt thì vẫn mở thao láo nhưng không nhìn thấy gì cả. Thế đấy là cái nhẹ, còn cái nặng nó có thể gây ra co giật, gây ra hôn mê và có thể chết. Chúng ta trong những năm vừa rồi, năm qua thì chúng ta thấy rất nhiều nơi như ở Tây Ninh, như ở Quảng Ngãi vân vân là người ta đã dùng cái cồn công nghiệp để uống. Mà cái những người kinh doanh thì người ta tệ lắm, người ta lấy cái cồn công nghiệp, người ta biết rằng là để người ta pha thành rượu để bán. Và người nghiện thì đã say rồi thì bất cứ cái gì người ta uống cả. Thế uống còn công nghiệp thì lại thấy có vẻ là phê hơn, tức là nó có chóng say hơn nhưng mà rất nguy hiểm. Đấy, cho nên không được uống. Ta cấm tuyệt đối không được uống công nghiệp. Và còn công nghiệp chỉ dùng để làm mấy cái việc thế này. Một là để là làm cái dung môi hòa tan các cái chất. Ví dụ tôi nói cái sơn móng tay của cô các con gái đó, thì người ta phải dùng cái đó để hòa tan. Hoặc là người ta dùng để là đốt, tức là đun nấu, ta đi ăn hàng thấy những cái lẩu đó, đấy là cồn công nghiệp. Hoặc là người ta dùng để mà sát trùng, ví dụ như y tế ta dùng cái cồn công nghiệp để sát trùng chứ không được uống. Đấy là cái cồn công nghiệp sinh là như thế. Còn cái cồn thực phẩm uống được là vì sao? Tức là nó cũng có độc nhưng cái độc nó ít hơn, nó ít hơn, chứ bất cứ cái nào cũng đều độc cả, chỉ ít hơn mà thôi. À, vâng, thưa bác sĩ Trần Danh Tài, như vậy thì rượu cũng là một loại cồn thực phẩm đúng không ạ? Và trong ngày Tết thì người ta cũng thường uống rượu. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết về cái tác dụng của loại cồn thực phẩm này và tác hại của nó như thế nào ạ? Thực ra thì cái cồn, tức nếu nó không có lợi thì chắc chắn là người ta không cho sản xuất. Nhưng mà nó cái lợi của nó so với cái hại thì nó nhiều hơn. Thì tôi nên nêu một cái số cái lợi của cái cồn thực phẩm như thế này. Thứ nhất là khi ta uống vào một cái lượng ít nhé, thì nó kích thích thần kinh, làm cho người ta hăng hái hơn, sung mãn hơn. Đấy là thứ hai nữa là cái cồn thực phẩm thì nó nhiều là cái làm cái khai vị. Và cái thứ ba, trong y tế chúng tôi thì nhất là ngành đông y ấy, thì người ta dùng để người ta pha chế thuốc, nó làm cho cái cồn nó gọi có tính chất thăng hoa, nó đẩy thuốc đi sâu hơn vào các phủ tạng và làm cho cái dẫn thuốc nó tốt hơn. Đấy là cái lợi. Nhưng nếu so với cái hại á, thì nó cái hại nó nhiều hơn. Ví dụ bây giờ ta uống cái cồn thực phẩm mà uống nhiều á, thì nó đầu tiên nó kích thích nhẹ, nhưng càng uống nhiều thì càng kích thích nặng hơn, kích thích cao hơn. Và khi đã là
kích thích nhiều hơn thì làm cho người ta gì? Thứ nhất là say, mất cái, tức là đầu óc không còn tỉnh táo, nó không còn sảng khoái nữa, và nói năng thì lung tung, gọi là tử nhập ngôn xuất. Thứ hai nữa là cái khi say rồi thì người ta mất định hướng, không tự điều khiển được, cho đặc biệt là trong giao thông, tham gia giao thông thì nhìn đi tốc độ nhanh vẫn cứ tưởng là chậm, cho nên là đi bạt mạng đi, và có thể rồi thì nếu mà không đi đi bộ thì chân nam đá chân siêu, lão đạo có thể ngã. Và đặc biệt là trong những cái cuộc say như thế đó thì dễ gây ra những cái tai biến như là gì, chảy máu dạ dày, xuất huyết thủng dạ dày. Người ta thấy như đa số những người bị thủng dạ dày đó là những người trên cơ sở tiềm tàng có cái vết loét dạ dày rồi, nhưng mà sau cái cuộc nhậu thì có thể thủng dạ dày, thế rồi thì có thể chảy máu toàn đường tiêu hóa, chảy máu có khi chảy máu ào ạt mà không thể cứu được. Thế đây là những cái hại của cái, tức là cái gọi là kích thích thì nó tăng như thế. Rồi nữa là gì, nó có thể giãn các cái mạch máu tăng ra thì nó làm cho gì, đáng nhẽ ra thì chưa vỡ mạch máu nó nhưng mà nó lại vỡ. Ví dụ như người bị uống nhiều rượu, say nhiều quá thì có thể tai biến mạch máu não, vỡ mạch máu não thì lại rất nguy hiểm. Hoặc là ví dụ bây giờ những người già, anh như anh em chúng tôi chẳng hạn, thì bây giờ uống nhiều rượu thì nó sẽ gây ra cái gì, cái tiền liệt tuyến rất khổ, nó phì đại ra. Lại tôi đã gặp rất nhiều người đang bình thường sau cuộc nhậu là phải đi cấp cứu là vì rằng là không đi tiểu được, quá khổ. Đấy thì đấy là cái thứ nhất. Thế thứ hai nữa là gì, là chúng ta nếu mà uống nhiều rượu lâu dài nó biến thành cái người anh gọi là con sâu rượu đó, nghiện rượu đó, thì nó gây ra những cái bệnh lý như thế này. Một là xơ gan do rượu. Xơ gan nó có hai loại, một là xơ gan nó teo đi, hai nữa là nó to ra. Nhưng mà xơ gan nào thì cũng nguy hiểm, xơ gan teo thì gần giống như ung thư, còn xơ gan to thì có thể sống lâu hơn nhưng mà cũng khổ, bụng thì to ra, gọi là xơ gan cổ trướng đó. Thế nữa là gì, nếu như cái bệnh mà nhẹ nhẹ nữa thì nó có thể gây ra trĩ. Uống nhiều rượu, bởi vì rượu nó làm các mạch máu cương tụ, trĩ chẳng qua là gì, những cái mạch máu ở hậu môn nó giãn ra, nó giãn mỗi ngày một tí, cuối cùng nó thành cái búi, như là những cái những búi run ở dưới hậu môn ấy. Hoặc là những người bị thì có thể gây ra những bệnh như là bị run rẩy chân tay, người ta gọi là Parkinson do rượu, chân tay run. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người là uống rượu xong rồi đến thảy lúc nào cũng ngà ngà say và chân đi run rẩy này khác, thì đấy là những cái tác hại của rượu, là của rượu như thế. Chuyện cái lợi thì nó ít nhưng cái hại thì nó quá nhiều. Thế chúng ta nhiều, vừa đây chúng tôi nghe thấy những cái thông tin ở trên đài nói là rất buồn, là vì Việt Nam mình là cái nước mà tiêu thụ cái hàng đầu về bia rượu, ta hơn 8 triệu lít rượu trong một năm, rồi thì hơn 3 tỷ lít bia trong một năm, thì kinh khủng. Con số kinh khủng, tức là cái tác hại nó ghê gớm quá đấy. Chúng ta không phải, không nên vì những ngày xuân mà uống như thế. Thưa bác sĩ, thường thì trong những bữa tiệc đầu xuân thì mọi người, và đặc biệt là các anh nam giới, thì thường không thể từ chối được một vài ly rượu ạ. Như vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào cho mọi người và đặc biệt là các anh nam giới để chúng ta có thể dùng rượu một cách hợp lý, vừa thể hiện được cái tình cảm, tấm lòng, vừa có cái phép lịch sự trong xã giao mà lại vừa đảm bảo được sức khỏe của chính mình không ạ? Thứ nhất là tất cả mọi người đều phải tự lượng lấy sức mình. Cái tự lượng thì từ mỗi người một khác. Tất nhiên là rượu như tôi nói nó có một vài cái tác dụng, ví dụ nó làm cho người ta hăng hái hơn, vui vẻ hơn, có thể hòa đồng hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta uống nhiều thì nó lại sẽ gây những cái tác hại như tôi vừa mới nói. Vì vậy cho nên những ngày xuân thì có thể một đôi chút, và tôi cho rằng cứ mỗi một lần một ngày thì đi đến chỗ nào cũng bảo làm một ly là rất nguy hiểm, cho nên cũng phải giữ, mỗi người phải tự kiềm chế. Bởi vì thế này, ta nhớ là một cái niềm, những người đã say rượu thì không bao giờ người ta nói người ta say cả, không bao giờ chấp nhận là mình say cả, cho nên đã say rồi thì uống lung tung và uống bao nhiêu cũng được, và uống đến lúc kiệt quệ đi. Tôi đã gặp những cái người mà nói rằng không hiểu tại sao mà tôi trước đây tôi uống rượu mà về nhà bà xã chấp nhận được, và về nhà thì nôn mửa, ói mửa rồi thì không sao sao cả nữa, thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi khuyên là những cái trong những ngày xuân dù vui mấy thì vui, nhưng cũng nên kiềm chế, không có thì nhỡ ra bị tai nạn giao thông, nhỡ ra bị tai biến mạch máu não, nhỡ ra bị máu chảy máu dạ dày vân vân, thì đúng là vui đâu không biết, nhưng một cái khổ cho bản thân, trước tiên là cho bản thân, sau là đến gia đình họ hàng và anh em bạn bè. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối với những người mà đã lỡ quá chén trong những ngày Tết thì bác sĩ có cái bài thuốc hoặc là cái phương pháp nào để giúp các anh có thể nhanh chóng giải rượu không ạ? Thứ nhất là thế này, tôi khuyên nhớ là không may á mà bị say rượu, tốt nhất là nằm nghỉ.
ở nhà, chứ đừng có đi đâu nữa, hoặc là người thân phải vực để nghỉ, chứ không còn bất cứ cái thuốc gì gọi là giải rượu đó thì cái tác dụng nó cũng tương đối thôi. Thế người ta có thể dùng như là gừng, trà gừng, hoặc là có cho thể cho một chút cái vận ong vào để cho cái rượu nó được thải ra sớm hơn. Nhưng mà thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng đều chỉ là cái chữa cháy mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục cứ gọi là cuộc say đầy tháng trận cười thâu đêm thì rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tốt nhất là thôi kiềm chế sức của mình, không nên là vì lấy những ngày vui đấy mà cứ uống uống chỗ nào lúc nào cũng 100%, cứ rô ra ra thì thấy nguy hiểm lắm. Thế tốt nhất là không nên, chỉ một đôi chút gọi là vui vui ngày xuân thôi, chứ không nên uống hơn nữa, để đến lúc người ta phải đi cấp cứu, phải giã rượu, phải làm những thuốc giã rượu là không tốt. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Danh Tài ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa có một cuộc trò chuyện hết sức là thú vị với bác sĩ Trần Danh Tài về vấn đề ăn kiêng trong ngày Tết và việc sử dụng rượu bia. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin thật là bổ ích để chúng ta có thể vừa giữ gìn sức khỏe của chính mình và có những ngày xuân thật là trọn vẹn. Và đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.